các bạn, Trung Bim Motum này sẽ giới thiệu với các bạn dung dịch vệ sinh đồ bảo hộ. Nó có thể sử dụng cho mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, găng tay, quần áo và những trang thiết bị bảo hộ khác. Mời các bạn cùng trải nghiệm. Sản phẩm này có xuất xứ từ Hàn Quốc. Nó có thể dùng được đến 45-50 lần cho những đồ bảo hộ như là mũ hay là những đôi giày. Bây giờ tôi sẽ xịt thử một chiếc giày trước. Một bên là để nguyên, một bên là được sử dụng dung dịch. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần xịt lên thôi. Đây, bây giờ đang xịt kín tất cả các mặt của đôi giày. Theo tôi dự đoán thì những cái bề mặt phẳng thì mình xịt lên nó sẽ sạch sẽ được ngay. Còn những cái bề mặt góc cạnh thì có lẽ chúng ta sẽ phải dùng bàn chải vệ sinh thêm. Không biết là kết quả như nào. Cứ đợi một chút nữa. Tôi sẽ để xịt xong tôi sẽ để tầm 10 phút. Rồi bây giờ kín bề mặt rồi, sẽ để thử 10 phút xem kết quả ra sao nhá. Sau 10 phút, bây giờ chúng ta sẽ cùng lau chiếc giày bằng một chiếc khăn khô và sạch. Chỉ cần lau thôi, đơn giản là chỉ cần lau thôi. Lau bằng khăn khô. Một số những chỗ bề mặt trong góc cạnh thì không lau được, chỉ có cọ bằng bàn chải. Nhưng mà với trải nghiệm lần này tôi sẽ chỉ dùng khăn khô để tôi lau. Da rồi cao su rồi nhựa cũng chỉ lau bằng khăn khô, bằng duy nhất một loại khăn, để xem cái dung dịch đa năng kia nó sẽ xử lý bề mặt của những cái chất liệu khác nhau như thế nào. Để sự khác biệt, một chiếc là trước khi vệ sinh, một chiếc sau khi vệ sinh. Đơn giản chúng ta thấy bề mặt da nó đã được sạch và rất là bóng. Còn những chi tiết như là nhựa thì không thể sạch được. Không thể sạch theo kiểu long lanh được, bởi vì nó ố rồi. Những phần nhựa bóng thì vẫn sạch, nhựa sần thì không thể sạch được. Cơ bản là tôi khá ưng ý với cái loại dung dịch này. Chỉ cần xịt 10 phút để đấy, đi làm việc khác, rồi lau lau qua lại tầm 2 phút nữa là xong. Ok, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Tôi sẽ làm một clip về vệ sinh một chiếc mũ bảo hiểm full face. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.